Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách uh, chỉnh mic khi mà chúng ta quay video ở trên máy tính, có thể là quay video game hoặc là video thao tác màn hình ở trên máy tính, thì uh, cho nó không bị rè và có cái tiếng ồn là xèo 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 ấy. Thì uh, nhiều bạn có hỏi mình là anh dùng mic gì, anh dùng phần mềm gì để anh uh, uh, quay video mà nó không uh, tiếng nó cũng ổn, nói chung là cũng không phải là quá tốt nhưng mà tiếng nó cũng ổn. Vì các bạn bảo là nhìn thấy mình dùng cái mic nó cũng đều đều vậy thôi, bẩn bẩn này thôi. Nhưng mà thu vào thì nó cũng khá là ổn. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ cái cách của mình khi mà mình quay video và mình thu bằng cái mic bình thường đây đây chỉ là cái tai nghe thôi, thực ra cũng không phải là mic. Mic của những cái người mà họ có tiền, họ có quay video chuyên nghiệp ấy thì thường là họ sẽ quay một cái mic cái mic thì khá đắt và nó sẽ có lọc âm. Thì nghe nghe cái âm thanh ấy nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, không phải là ai cũng có tiền điều kiện để mua một cái tai nghe xịn uh, để về để dùng. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ nhá. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm quay màn hình là OPS và cái phần mềm này cũng có thể livestream và cái cách này nó vừa giúp mọi người quay màn hình vừa giúp mọi người livestream nó tránh được cái tiếng xe 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 hay tiếng ồn của bên ngoài nhá. Ok, thì nó cũng đơn giản thôi. Mọi người nhìn thấy cái mục mic đây, đây là mục mic đúng không ạ? Còn đây là âm thanh của desktop này thì để có thể là chỉnh được cái mic của mình nó không nó, nó giảm được tiếng ồn ấy thì mọi người chỉ cần thao tác cho mình đơn giản trong cái phần mềm OBS là kích chuột phải vào cái mic này, này. chọn cho mình cái mục là filter này, này đây mọi người thấy không mình thêm đúng một cái uh, cái gọi là cái tiện ích lọc âm đó là noisy superson này đây. mọi người kích vào dấu cộng này mọi người chỉ cần chọn cho mình cái mục là noisy superson này mặc định của nó hình như là nó để đây này nó để như thế này thì mọi người có thể là chọn cho mình sang cái mục này và để nguyên cho mình như vậy thôi là nó lọc âm mình không cần phải uh, uh, trong lúc mình edit video ấy, thì mình không cần phải uh, chỉnh sửa cái gì hết nữa cả mình cứ thế là mình chỉ cần cắt những đoạn thừa thôi và mọi người ấn close lâu cho mình là xong như vậy là lọc âm thành công khi mọi người live stream hay coi video nó sẽ hết tiếng xèo xèo nhá ok thì nó đơn giản vậy thôi thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây mọi người xem video mà thấy hay thì cho mình xin nút like một nút đăng ký kênh và nhớ bấm chuông của mình nhá xin chào mọi người và